Xin kính chào quý vị và các bạn. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Hôm nay đã là tháng 3, lễ của tiết Thanh Minh các bạn ạ. Thì mọi khi thì mình tham gia cái tiết Thanh Minh ở dưới quê mình, nhưng năm nay thì mình lại đang tham gia một cái tiết Thanh Minh ở trên bản cùng với một người anh mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Cao Bằng các bạn ạ, và mình đang ở trong một cái vùng núi khá là sâu xa. Ở trong này thì sóng điện thoại thì không có đâu các bạn ạ. Đấy, trong này thì là đang thuộc một cái bản gọi là bản dân tộc Tây. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái phong tục là đi tảo mộ của một người dân tộc Tây các bạn nhé. Mình đã vào được bên trong của một cái bản người dân tộc Tây các bạn này. Đấy, bây giờ thì không như ngày xưa nữa. Toàn bộ đường xá đã được đổ bằng một lớp bê tông. Và những căn nhà ở đây thì cũng được xây bởi những viên gạch bi rồi. Rất là hiếm khi để bắt gặp được những cái căn nhà mà có nhà sàn các bạn ạ. Đấy. Việc đổ bê tông như thế này thì khiến cho cái việc đi lại của người dân ở đây được dễ dàng hơn. Đây, chúng tôi đang bắt đầu men theo một cái con đường nhỏ để đi lên trên núi để tảo mộ các bạn ạ. Đấy, đây là bản dân tộc Tày và dân tộc Nùng. Và nếu mà như họ nói tiếng theo ngôn ngữ địa phương thì mình không có nghe được đâu. Quá trời mệt luôn. Lên đây không có một tí sóng nào luôn, sóng mất tích luôn. Chỉ có núi và rừng thôi. Đấy. Đấy. Những cái nan tre và những cái lò sấy ấy. Wow. Oh. Quá trời mệt luôn các bạn ạ. Đây, phong cảnh phải nói là quá hữu tình, quá đẹp. Mỗi tội là leo lên mệt. Vào trong này thì cảm nhận được cái không khí và cái sự mát mẻ của thiên nhiên mang tặng, và cái sự thân thiện của con người nơi đây. Mỗi tội vào đây thì không có tí sóng điện thoại này. Đây. Quay. Đây, gia đình gồm rất là nhiều người đi các bạn, từ thế hệ già cho đến tầng lớp các con cháu này. Ồ, oh, may quá đợt này có đường bê tông đi đâu. Khá là mệt. Rất thanh minh là để con cháu nhớ lại cái công ơn của các bậc sinh thành các bạn. Tôi đang đi lùi. Đi lùi đỡ mỏi hơn là đi tiến. Wow. Cụ có mệt không? Mỏi lắm, mỏi chân lắm. Mỏi chân là. Bây giờ đường thế này còn đi được như. Tức là đường giờ bây giờ là dễ đi hơn là rừng đất ngày xưa đúng không ạ? Ừ. Mà bây giờ. Bây giờ là may là thời tiết là nó nắng. Thế chắc trời mưa là chắc phải đi chân đất mới lên được. Xe máy có đi lên được đây không cụ? Không, đi mà. À, họ vẫn đi được. Khá là mệt. Đây là giống như là đi thỉnh kinh ấy. Trèo đèo là vượt suối. Đây các bạn có thể đứng từ trên này ngắm cảnh xuống, thấy được toàn bộ cái cảnh của núi rừng này. Ồ, quá là rộng rãi luôn. Mất khoảng vài phút giải lao, anh em chúng tôi lại tiếp tục những bước chân
để tiếp tục chinh phục những cái quả đồi đây. Wow, đoạn này bắt đầu dốc hơn rồi. Đây, nồi niêu xoong chảo có đủ hết. Đây là một cái đường mòn. Theo cái phong tục ở nơi đây, mình được biết thì tảo mộ đây hiện tại thì họ đang đi tảo mộ, không giống với ở dưới miền xuôi các bạn. Ở trên này khi họ đi tảo mộ thì họ sẽ mang theo các dụng cụ ăn uống và mang theo các vật phẩm cũng như là lợn quay, xôi, rồi một thứ khác. Đấy. Sau khi cúng xong thì họ sẽ có thể thưởng thức ngay tại chân đồi hoặc là thưởng thức tại trên đó luôn. Sau tiếp tục nữa là khi kết thúc thì họ sẽ quay trở về vào buổi tối các bạn. Mệt chưa? Nghỉ đi đi rồi lại lên tiếp. Wow, đây à, phải nói là gần lên tới đỉnh rồi đó. Ôi, sao mà xa thế. Quá xa luôn. Đi người không thôi cũng thấy cảm thấy mệt rồi. 1/10 đó. Tuổi trẻ mà thua các cụ lèo nhanh quá. Nó mệt rồi. Cụ mệt chưa? Cụ mệt thì để cháu đi trước. Đúng rồi, bê nó mà mất sức hơn. Đây, những cái ruộng bậc thang ở dưới sườn núi, sườn đồi này. Đi người không cảm thấy nhọc rồi. Sắp tới rồi. Cố lên. Men theo đồi núi chập trùng của Cao Bằng. Đấy. Ồ, lên đấy chưa vậy? Đây các bạn, một quả nhà mái trắng tít xa đằng kia ở những cái sườn núi, phải nói là quá rộng rãi. Đây là con đường mà gần lên tới được cái ngôi mộ rồi vậy. Ôi, đây rồi, cuối cùng đã lên tới được đỉnh rồi đó. Nắng như mùa hè. Bây giờ là mệt quá không nói năng gì luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem toàn cảnh cái Tết Thanh Minh.
của người Tày, người Nùng ở Cao Bằng. Như các bạn cũng đã biết, theo phong tục của người Việt Nam nói chung và của người dân tộc Tày, người Nùng nói riêng, Tết Thanh Minh hay còn gọi là cái Tết Hàn Thực thì thường được tổ chức vào cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Người dân ở Cao Bằng có cái phong tục truyền thống đi tảo mộ tổ tiên vào cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tết Thanh Minh thì được các đồng bào dân tộc Tày và Nùng cực kỳ quan tâm các bạn ạ. Hiện tại thì toàn bộ thành viên trong một cái gia đình, bao gồm từ các cụ già đến các con, các cháu đang tập hợp đứng trước một ngôi mộ các bạn ạ. Các nghi thức cung bái đã được diễn ra. Thời gian này thì bắt đầu là các thành viên có thể nghỉ ngơi, cũng có thể nói chuyện vui đùa với nhau và chuẩn bị để tiến hành thắp hương để cầu cho một năm được may mắn hơn và được an lành hơn. Đấy. Vào những ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch này, những khu nghĩa trang và những phần mộ của những người đã khuất thì sẽ được con cháu dọn dẹp và sửa sang rất là sạch sẽ các bạn ạ. Đấy, toàn bộ các thành viên đang tiến hành những cái nghi thức rất là trang trọng, đó chính là bái lạy tổ tiên và bắt đầu thắp những cây nhang cho tổ tiên của mình. Mỗi năm thì chỉ có một ngày, dù ai đi đâu ở đâu thì đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch cũng về với gia đình để được đi tảo mộ, báo hiếu với những cái người đã khuất. Theo cái tiếng địa phương, tảo mộ có nghĩa là salan mạ hay là salan phẳng các bạn. Thì cái nguồn gốc của Tết Thanh Minh này thì nó đã bắt đầu từ Trung Quốc. Đấy, một cái nôi mà cũng là một cái tục lệ có rất từ lâu đời rồi các bạn ạ. Đây, tất cả các thành viên từ người lớn tuổi đến các con cháu đều nghiêm trang trong cái nghi thức là cúng bái tổ tiên của chính mình các bạn ạ. Nằm ở trên một cái vị trí rất là cao và là một vị trí khá là đẹp. Thời tiết thì hiện tại Cao Bằng đang có một chút hừng hừng nắng. Thông thường thì lễ tảo mộ ở mỗi nơi nó sẽ có một cái điều khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì nó cũng đều mang một cái ý nghĩa, đó chính là báo hiếu với những người đã khuất các bạn ạ. Đây, đây là toàn cảnh ngôi mộ nằm trên cái đỉnh đồi các bạn này. Đây, thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng những cái dãy núi hùng vĩ và những cái ruộng bậc thang rất là đẹp. Đây, phía xa xa trong ảnh nhỏ các bạn chính là một cái ngôi làng. Ngôi làng này là của người dân tộc Nùng. Đấy, họ sống tập trung lại với nhau đâu đó khoảng 20-30 hộ gì đấy, tạo thành một cái bản nhỏ các bạn. Đấy. Có những cái đường bê tông trắng xóa và những cái ruộng bậc thang rất là đẹp. Đấy, những cái khúc cua, những cái hình dãy núi uốn lượn tạo nên một cái vẻ đẹp rất là thanh bình và thơ mộng cho nơi đây. Khi đến với Cao Bằng thì chắc hẳn ai ai cũng không có gì xa lạ bởi những cái dãy núi này và những cái ruộng bậc thang rất là đẹp. Một cái cảnh mà chỉ có những cái vùng sâu vùng xa mới có thôi các bạn. Đối với những người Tày và người Nùng ở Cao Bằng, vào cái dịp Tết Thanh Minh thì nhà nhà đều sắm sửa các đồ lễ bao gồm như là xôi ngũ sắc, thịt gà, thịt lợn, măng vầu hấp thịt, cá rán, bánh kẹo, rượu, tiền vàng mã, hương nến, mang ra một mộ tổ tiên để làm lễ. Cái nét độc đáo của mâm lễ chính là một cái xôi ngũ sắc có 5 màu, chính là trắng, đỏ, xanh, tím, vàng, tượng cho âm dương ngũ hành. Vào ngày này thì toàn bộ những cái phần nghĩa trang, những cái phần mộ của người đã khuất thì được thắp hương nghi ngút, các mâm cỗ đa dạng đủ lễ để cúng tổ tiên. Những cái ngôi mộ này thì đều được dọn dẹp sạch sẽ và vun đất, đắp lên đất mới. Đó chính là cái tâm đức của những người sống đối với cái người đã khuất. Cái người Tày, người Nùng có họ cho rằng có thể cái Tết Nguyên Đán không về quê nhà được, nhưng không thể vắng mặt được trong cái ngày tảo mộ này. Tết
tảo mộ năm nay ở Cao Bằng cũng vậy, đâu đâu đi thì các bạn cũng thấy người người ngược xuôi đi tảo mộ đấy. Khắp các sườn núi này, khắp các khu đồ nơi cư ngụ của những khu mộ, rực rỡ những cây nêu đủ màu sắc ẩn hiện trong cái làn khói nghi ngút. Người sống quan niệm khi đốt cháy tuần hương vàng mã, coi như người âm đã nhận đầy đủ lễ vật mà người dương muốn gửi. Khi ngôi mộ được dựng một cây nêu báo hiếu, người thân có thể bày mâm ăn uống hoặc thu lộc về nhà. Chính vì vậy nên là khi mà thắp hương cúng bái tổ tiên xong thì con cháu có thể mang cái lễ vật đó về nhà, hoặc là có thể bày mâm ăn uống trực tiếp ở trên cái đỉnh đồi này để có thể là gắn kết nối cái tình cảm với anh em được nhiều hơn, được thân mật hơn. Cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch này thì được gọi là cái Tết Thanh Minh, Tết tảo mộ của người Tày người Nùng. Nó gắn liền với cái đạo đức, với cái bổn phận của con cháu, tưởng nhớ cái công lao của tổ phụ, của những người tiền nhân đã khuất. Đây chính là một cái dịp lễ để báo hiếu, trả ơn, đền đáp cái công ơn dưỡng dục sinh thành, tạo dựng của tổ tiên. Nhắc nhở là mỗi người đều phải nhớ về quê hương, đều phải nhớ về cội nguồn của dân tộc. Ngoài cái ý tưởng tưởng nhớ cái người đã khuất, Tết Thanh Minh cũng là một cái dịp để cho con cháu, dòng họ được đoàn tụ sum họp hơn. Đây, các bạn có thể thấy sau khi đã thắp hương, đã cúng bái cho tổ tiên xong thì trong cái thời gian chờ đợi này thì toàn bộ các thành viên sẽ làm những công việc mà mình yêu thích. Có người thì lướt điện thoại, có người thì đi tham quan cái cảnh núi rừng, cũng có thể người thì ngồi với nhau để nói chuyện trong vòng một năm qua hay trong vòng một tháng qua mình đã làm được những cái gì. Nằm giữa một ngôi đồi mang lại một cái sắc thái rất là đẹp các bạn ạ. Như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã giới thiệu cho các bạn đến một cái phong tục cổ truyền, đó chính là cái Tết Thanh Minh mùng 3 tháng 3 âm lịch của người Tày và người Nùng ở Cao Bằng. Đây là một nét văn hóa mang đậm chất bản sắc dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy. Hy vọng rằng cái phong tục này vẫn được duy trì đến muôn đời sau. Video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.